Mọi người đã từng xem qua những cái bộ phim kiếm hiệp có những cái tuyệt thế võ công ám toán từ xa rất là ghê gớm, giống như là Như Lai Thần Trưởng, Tiểu Lý Phi Đào của Lý Tầm Hoàng, Nhất Dương Chỉ của Đại Lý Đoàn Thị, Sự Bốc Phét của Nana Rama. Thì nay để xem thử coi trên cái tựa game Bloodfoot có những cái sát quỷ gì mà nó quánh từ xa như vậy hay không nha mọi người. Ok, đầu tiên đó chính là cái sát quỷ Voi Ma Mút. Voi Ma Mút này là lần trước tôi cũng làm rồi. Nó có một cái skill quánh từ rất xa và nó nhảy cũng rất là xa, ám toán rất là hay, nhưng mà mới farm rồi không farm nữa đâu. Chát quỷ thứ hai mà tôi tìm thấy đó chính là cái chát quỷ lớp. Chát quỷ này có một cái xì khiêu bắn tên tình yêu, bắn cũng rất là xa luôn. Nhưng mà tôi cũng bắn rất là nhiều lần rồi mà chưa có ai yêu tôi cả. Nên hôm nay tôi quyết định tôi không ăn cái chát quỷ này. Bơi qua cái đại dương bao la giống như là vua bóng tối gây lầy. Ông ấy rất là mạnh, nhưng tôi thì nói chung mới level 1 rất là phèn. Nhưng tôi vẫn bơi qua được cái đại dương bao la này. Và tôi đã nhìn thấy một cái chát quỷ, đó chính là cái chát quỷ Pan. Chát quỷ này nó có một cái xì khiêu bắn rất là xa, nói chung là nó bắn cũng rất là xa nha mọi người. Để xem thử coi nó xa cỡ nào. Thì trước khi bắt đầu video mới ngày hôm nay thì mọi người cũng đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất là nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Cái xì khiêu của chắc quỷ Pan này mọi người có để ý không? Đó là một cái bàn tay. Bàn tay là gì? Như Lai Thần Trưởng. Đấy, ghê cho mọi người, giống trong phim cho mọi người. Nói chung là bắn cũng rất là xa nha. Cái này là những cái chất quỷ, tôi chỉ chọn những cái chất quỷ gì đó mà nó bắn xa thôi. Đấy, tôi chọn cái địa điểm phải xa để tôi bắn cho mọi người coi luôn mà. Cái chắc quỷ này có một cái điều mà tôi rất là khó hiểu, đó là khi mà mình trưởng vào đối phương đó mọi người, là đối phương sẽ dính một cái bàn tay ngay ngực đó mọi người thấy không? Cái bàn tay ngay ngực đó tôi không biết có tác dụng gì hay không. Tôi thấy là mấy con quái nè, đó, nó cũng không hề mắc thêm một giọt máu nào kẻ, mà không biết để cái bàn tay đó làm cái gì, đúng không? Nói chung là biết để lại bình luận cho tôi biết luôn với nha. Lên tới level 95 tôi đã tiến thẳng về cái núi tuyết và tôi đã nhìn thấy một cái chát quỷ. Đó chính là chát quỷ tuyết luôn đó mọi người ơi. Tuyết chẳng có đâu, không phải. Nói chung là núi tuyết thì nó bam chát quỷ là chát tuyết thì đúng rồi đúng không? Nó bam chát dung nham này nọ thì chát lửa gì đó thì nó sẽ bị tan tuyết ra, nó không còn là núi tuyết nữa. Nên nó chỉ bam được cái chát quỷ tuyết thôi nha mọi người. Nó xàm cho nó vui thôi. Còn cái chát quỷ này thì nói chung là nó cũng quấn từ xa cũng rất là hay. Đấy, toàn là những chát quỷ mà tôi nghĩ rằng là nó từ xa không đó mọi người. Tôi lượm đúng những cái chát quỷ đó không mà. Ghê là ghê chỗ đó đấy. Đây nè, đó. Đây là gì? Đây là Tiểu Lý Phi Bông. Bông tuyết đó mọi người. Chắc quỷ này cũng là một cái chắc quỷ thuộc top những chắc quỷ mà farm level nhanh nhất C1 luôn. Mọi người chỉ cần dùng cái chiêu ép thôi, đủ farm level tất cả các đảo luôn. Nhưng mà phi bông như thế này nè, nó mới hay, nó mới đẹp, giống gì kẻ. Tiếp tục cái hành trình thì tôi đã tiến về bằng cái pháo đài hệ quân. Vẫn là cái tuyệt chiều Tiểu Lý Phi Bông. Tiểu Lý Phi Bồng chưa hồi chiều đại sĩ. Vải trưởng phi đẹp quá cho cái áo tròn luôn. Ôi trời ơi, lên tới level là 151, tiến tặng về cái đảo bầu trời. Tôi đã mở thành công cái tuyệt chiều thứ hai, cuốn theo chiều gió. Cuốn theo chiều gió. Ở cái level 191 tôi đã tiến thẳng về cái đảo nhà tù. Cái level này thì chắc chắn là phải về cái đảo nhà tù rồi, chứ đi đâu bây giờ. Chỉ bằng giờ cái tuyệt chiều cuốn theo chiều gió kết hợp với lại là Tiểu Lý Phi Bồng, tôi đã đại chiến 300 hiệp với lại là ba anh em nhà họ Hứa. Đầu tiên là Hứa Thật Nhiều. Thứ hai là Ân Hoàng Phúc. Thứ ba là Quận Hoàng Kiếm. Vẫn bằng cái tuyệt chiêu này, tôi lại tiếp tục đánh bại tất cả các cao thủ ở đấu trường La Mã. Tiến về cái đảo dùng nhàm, tôi đã mở thành công cái sự kiêu thứ ba, đó chính là
đèo gió hú, kết hợp những cái xì khêu cuốn theo chiều gió, đèo gió hú, tiểu lý phi bồng. Tôi đã đánh bại, tôi đã tiếp tục giao chiến với lại là đồ đốc dùng nhàm. Vẫn chưa chịu hy sinh nữa trời, phải chờ. Ok, lúc này nó mới chịu hy sinh đó mọi người. Lên tới cái level là 438, tôi đã dùng đến cái tuyệt chiêu tiết sơn phi hồ, bay về bên cái làng hải tặc, quánh mấy thằng quậy ở đây, quánh chơi, nói chung đi làm chắc quỷ thôi. Rồi ok, để xem tôi coi, đó chính là cái chắc quỷ Spider, chắc quỷ con nhện. Chắc quỷ này tôi biết rằng là nó cũng có một cái skill bắn cũng rất là xa luôn. Để một chút xíu nữa xem thử coi nó như thế nào nha mọi người. Còn bây giờ đó chính là cái chắc quỷ tuyết. Chắc quỷ tuyết này chưa bao giờ mà mở cái chiêu cuối cùng, cái chiêu mạnh nhất ở cái C1 này luôn. Vì cái điểm thông thạo rất là cao, nó tới 250 điểm thông thạo. Chưa bao giờ mà tôi mở được ở C1 này, hầu như là đều phải qua C2. Thì nay tôi cũng đã cố gắng mở được ở cái C1 để quay cho mọi người coi thử. Cái skill này farm level cực ngon, khỏi cần gom quái luôn, canh ngay giữa nha mọi người. Mở skill ra thôi, quái tự động rơm lại luôn. Và khi đã rơm lại rồi thì quái chỉ còn một tí máu thôi. Dùng đến cái tuyệt chiêu tiểu lý phi bồng, kết thúc một cái hành trình, kết thúc cái trò chơi ở đây. Rồi chờ mọi người, vãi cả lúa. Kết hợp tất cả các skill, đầu tiên đó chính là úp sọt, cuốn theo chiều gió, đèo gió hú, tiểu lý phi bồng, không đai luôn mấy. Rồi ok, cuốn theo chiều gió. Những cái skill này khóa rất là ghê gớm, quái không thể nào lại gần mình được luôn. Đó, xém bị đai luôn trời, hên đấy, cài máu nhiều quá mọi người. Như vậy là mọi người đã thấy qua Như Lai Tàng Trưởng, tiểu lý phi đào. Thì tiếp tục đó chính là gì? Tiếp tục đó chính là Nhất Dương Chỉ. Nhất Dương Chỉ của đại lý đoàn thị nha mọi người. Đây chính là cái chát quỷ con nhện. Con nhện thì sao trời? Con nhện mà nó có Nhất Dương Chỉ trong đây luôn à. Giờ ok, để xem tôi coi Nhất Dương Chỉ nó như thế nào. Đấy, giống cho mọi người, giống cho. Ở chung là bây giờ là mọi người chỉ cần canh chuẩn rồi búng tay thôi. Đó, rất là ghê gớm. Bắn cũng rất là xa nha, cái skill này bắn rất là xa. Giờ ok, tôi sẽ bắn cái phát cuối cùng cho mọi người coi luôn. Canh xa mà bắn nha mọi người. Đứng xa mình mới thấy được cái... Ôi trời trời, cái thằng đó nó bắn ghê thiệt. Nó bắn cũng xa lắm. Đó, hơi gần đó mọi người, tại thằng đó nó dí qué, nó dí chạy muốn tụt quần luôn mà. Giờ ok, thì đây chính là những cái chắc quỷ mà tôi thấy gần là nó bắn rất là xa. Để xem từ cơ bên C2 này còn ở chắc quỷ nào nữa hay không nha mọi người. Ở C2 này nói chung là muốn tìm chắc quỷ gì là nó đều có chắc quỷ đó cả. C1 nó mới khó, C1 mình phải canh đó mọi người, canh nó bam đúng cái xịn mới được. Rồi, ôi giời ơi luôn, phải trưởng. Không biết cứ nào đã random ra được cái chắc quỷ Spirit xong rồi vứt ở đây luôn. Thì ra bên C2 nó ghê như vậy đó mọi người. Mấy cái chắc quỷ này C2 người ta toàn vứt không mè, C1 kiếm không ra. Rồi ok, nói chung là chắc ai bị tàu đao đó mới vứt thôi mọi người. Rồi ok, cái xì khô này thì nói chung là nó cũng rất là xa nha mọi người. Để nó hồi chiều cái đẻ, test thử rồi. Đó, xa ghê chưa, xa ghê chưa. Cái chiêu cuối cùng của chắc quỷ này đó chính là điểm tặng cùng của thời gian. Cái CQ đó cũng rất là xa luôn. Nhưng mà thấy 350 điểm thông thạo, nhìn nó ngán ngán sao đó mọi người ơi. Farm mà farm từ C1 qua tới C2 rồi gặp thêm cái mà farm cái thông thạo này nữa, nhìn ngán quá trời. Nên thôi thì cũng kết thúc ở đây luôn nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.